Hơn 200 doanh nghiệp là các đơn vị xuất khẩu cùng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, đại diện các bộ, sở, ban ngành, hiệp hội ngành hàng liên quan đến xuất khẩu tham dự. Tại đây, các diễn giả cùng các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn thuận lợi, những bài học kinh nghiệm trong hoạt động xuất khẩu, chia sẻ kinh nghiệm từ việc thâm nhập thị trường nước ngoài thông qua chế biến và xây dựng thương hiệu, liên kết hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, qua đó giúp các chuyên gia về xuất khẩu đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp phát huy năng lực sản xuất, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cao cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam và xây dựng được chuỗi giá trị sản phẩm xuất khẩu, kết nối chuỗi cung ứng xuất khẩu toàn cầu.